Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi, em lên tiếp cho nhà. Đây, Casio dòng Multiband 6 nha. Con này mặt mở gà nè, anh em cũng có thấy nhiều anh em thích dòng mặt mở gà. Con này độ mới còn ok nha, dây khóa thôi nè. Phay xước cái này cũng còn đẹp. Kính đẹp không sứt mẻ đâu, vẫn báo quất lông mèo ha. Phay xước 4 góc còn. Thì nhà thấy xem mặt sau thấy chất nhựa còn đẹp sáng nè, biết rồi. Hiệu này vẫn là mã WVM640 thôi. Linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp nhà máy đặt ở China, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật nha. Dây khóa zin nó bản kiểu hầm hố đeo ngầu nha. Con này dây tới chắc 19 luôn. Dây còn dài lên tay 7. Để em test dạ quang cho, mấy dòng dạ quang sáng, pin khỏe ha. Con này số thẳng nha. Số thẳng có dạ quang. Đây. Nó dạ đèn sáng nè, đó. Mặt mở gà nha. Rồi con này thì điểm đo size trước cho 43 43 ha, mỏng 12 ly thì nó cũng vậy nha, thứ nè, ngày thứ nè, mức pin nè, xem được nhiều múi giờ thế giới nè, nó Úc London nè, ví dụ London là hiện tại đang 4 giờ 36 phút đó, ví dụ vậy. Báo thức một ngày cái nhà có thể chỉnh được 5 lần báo thức nè, với một báo tiếng đúng tiếng trên cái á. Rồi bấm giờ thể thao, giờ đếm ngược rồi quay lại giờ bình thường thôi. Thì anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ mấy dòng Multiband 6 thì báo em ha. Trên YouTube rất là nhiều nha. Rồi con này em bán 600 thôi, MR67 nha. 600k MR67, anh em mà đeo đồng hồ ba kim chán á. Mình chốt máy này về mình trải nghiệm cách chỉnh giờ nữa, tìm hiểu nữa. Nói chung máy này nó siêu bền, cái nhà có bấm cỡ nào bấm cũng bình thường, cũng không khó hơn. Vì nó bền bỉ lắm nha. Dòng chống nước cao ha. Dòng Casio năng lượng chống nước rất là ghê nha. Có nhiều anh em ta xài đã biết rồi ha. Rồi 600 MR67 ha. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.